Kevin Crosby sinh ngày 19 tháng 7 năm 1988 tại Dortmund. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2002 tại Rosvai Island. Kevin chơi tại đây đến 7 năm. Năm 2009, anh trở về khoác áo đội bóng thành phố Borussia Dortmund và giành được 2 đĩa bạc Bundesliga, một cúp quốc gia và 2 siêu cúp Đức. Năm 2014, hậu vệ này còn nằm trong danh sách tuyển Đức đã vô địch World Cup tại Brazil. Năm 2015, anh rời Dortmund sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng cho Galatasaray trước khi đầu quân cho Stuttgart vào năm 2016. Anh đã cùng Stuttgart vô địch giải hạng nhất Đức trong mùa bóng vừa rồi. Kể từ mùa giải năm sau, anh sẽ là cầu thủ của Darmstadt. Chúc mừng sinh nhật 29 tuổi của Kevin Crosby. Roberto Murara Neto sinh ngày 19 tháng 7 năm 1989 tại Araxá, Brazil. Anh mang hai quốc tịch Brazil và Ý nhưng đã chọn thi đấu cho đội tuyển nơi mình sinh ra. Neto bắt đầu trở thành thủ môn chuyên nghiệp vào năm 2009 trong mùa áo của Atlético Paranaense. Sau 2 năm, danh tiếng của thủ môn trẻ này lan ra Âu Châu và được Fiorentina để mắt. Năm 2011, anh gia nhập đội chủ sân Artemio Franchi với giá 3,5 triệu euro. Trong suốt 4 năm, Neto luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của The Viola. Năm 2015, anh chia tay Fio để sang đầu quân cho nhà đương kim vô địch nước Ý Juventus. Nhưng tượng đài Buffon vẫn còn đó. Neto chỉ là sự lựa chọn số 2 và thường được bắt tại Coppa Italia. Anh đã có với Juve 2 Scudetto, 2 Coppa Italia và 1 siêu cúp Ý. Từ mùa giải năm sau, anh sẽ là thủ môn của câu lạc bộ Valencia để có được cơ hội ra sân nhiều hơn. Chúc mừng sinh nhật 28 tuổi của Neto. Ngày 19 tháng 7 năm 2009, nữ tiền đạo huyền thoại của đội tuyển Mỹ, Abby Wambach, ghi bàn thắng thứ 100 cho đội tuyển trong trận giao hữu với Canada. Đó là một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Hoa Kỳ khi cô chỉ cần mất 129 trận. Trước trận đấu này, Abby Wambach đã bị chấn thương nhưng cô đã kịp hồi phục cho trận đấu ngay trên quê nhà tại Rochester, New York. Cô ghi bàn thắng này vào phút 78 sau đường kiến tạo của Lauren Cheney. Abby Wambach là cầu thủ nữ thứ 9 trong lịch sử bóng đá thế giới ghi được 100 bàn và là cầu thủ Mỹ thứ 4 làm được điều này. Nhưng cô đã thiết lập một kỷ lục mới khi ghi 100 bàn với số lần ra sân ít nhất chỉ có 129 trận, nhanh nhất trong suốt lịch sử bóng đá nữ thế giới. Kể từ đó, cô tiếp tục phong độ ghi bàn hủy diệt và hiện nay số bàn thắng đã được nâng lên 160, nữ cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Ngày 19 tháng 7 năm 2015, Benfica gặp PSG trên sân BMO Field tại Toronto, Canada trong khuôn khổ ICC 2015. Dù ra sân với nhiều gương mặt trẻ nhưng đội bóng đến từ League One vẫn chiếm ưu thế và là những người có bàn thắng trước ngay phút 29 sau pha dứt điểm rất quyết đoán của Jean-Kevin Augustin. Nhưng chỉ đúng 5 phút sau, Benfica đã tìm được bàn gỡ sau pha dứt điểm đập đất rất hay của Talisca. Trước khi hiệp 1 khép lại, câu lạc bộ của Bồ Đào Nha còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 2 để vươn lên dẫn 2-1 nhờ công của Jonas. Sang hiệp 2, cả hai câu lạc bộ đều thay hơn phân nửa đội hình. Cũng với những gương mặt lạ lẫm nhưng PSG đã ghi liền 2 bàn thắng để hoàn tất chiến thắng đầy vất vả 3-2. Lucas Moura là người gỡ hòa hai đều từ chấm 11m trước khi Lucas Digne ấn định tỷ số 3-2 cho đoàn quân của Laurent Blanc. Ngày 19 tháng 7 năm 2015, Everton gặp Arsenal trên sân quốc gia Singapore trong khuôn khổ giải giao hữu Barclays Asia Trophy.
huấn luyện viên Arsene Wenger đã sắp thủ môn Peter Cech ra sân ngay từ đầu để có trận ra mắt trong màu áo pháo thủ. Thủ môn người Cộng hòa Séc vừa chuyển đến từ Chelsea với giá 14 triệu euro. Trận đấu đã bắt đầu rất cởi mở khi hai đội đều chơi chủ động tấn công. Arsenal vẫn thể hiện sự vượt trội của mình so với đội cửa dưới. Họ chứng minh đẳng cấp đó vào phút 22 với bàn mở tỷ số của Theo Walcott. Nhưng đỉnh cao phải kể đến pha bấm bóng tinh tế từ giữa sân của Santi Cazorla. Không chỉ kiến tạo tuyệt vời cho Walcott, Santi Cazorla còn có pha solo đẳng cấp vào phút 58 để nhân đôi lợi thế cho pháo thủ. Các fan của Arsenal tại Singapore thêm một lần nữa được ăn mừng với một bàn thắng thượng hạng. 5 phút sau, những pha phối hợp đập nhã đã làm nên thương hiệu Arsenal được kết thúc gọn gàng bởi Mesut Ozil. Dù đã chơi khá áp đảo nhưng vào phút 75, Peter Cech đã không thể giữ sạch lưới trong trận đấu đầu tiên cho Arsenal khi Ross Barkley đã có một pha dứt điểm không thể cản phá. Barclays Asia Trophy đã khép lại với phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng của Arsene Wenger, kèm với đó là những màn trình diễn đẹp mắt của câu lạc bộ đến từ London. 4 bàn thắng mãn nhãn của trận đấu này cùng với những màn ăn mừng của Arsenal tại Singapore sẽ khép lại video ngày hôm nay. Sắp tới kênh YouTube bongda.com.vn sẽ mở thêm chuyên mục trận đấu theo yêu cầu. E sẽ điểm lại những trận đấu nổi tiếng trong quá khứ theo yêu cầu của các bạn bằng cách gửi trực tiếp qua địa chỉ email bên dưới nhân kỷ niệm 1 năm thành lập kênh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với bongda.com.vn trong suốt 1 năm qua. Kênh sẽ cố gắng ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.